những mảnh đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực để tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái xoa dịu nỗi đau, hướng đến một tương lai tươi sáng. Tất cả cùng chung tay với những hoàn cảnh khó khăn qua chương trình Vòng tay nhân ái kết nối yêu thương. Thời gian qua, hành trình nhân ái đã chứng kiến biết bao hoàn cảnh khó khăn, những số phận kém may mắn ở những miền quê trong tỉnh. Mặc dù cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng ở họ vẫn toát lên tinh thần vượt khó và tình yêu thương giữa con người với con người. Đối với họ, vật chất là vô cùng quý, song điều quý giá hơn chính là tình cảm tương thân tương ái của cộng đồng. Họ cảm thấy không đơn độc khi nhận được tình cảm sẻ chia lá lành đùm lá rách. Chính những tình cảm ấm áp đó là liều thuốc tinh thần vô giá để tiếp sức cho họ bước tiếp trên con đường đầy khó khăn. Sau khi mỗi chương trình được phát sóng, chúng tôi lại nhận được những thông tin phản hồi từ khán giả xem truyền hình. Thông qua những cuộc điện thoại, tin nhắn, những lá thư, sự ủng hộ và đón nhận của khán giả là món quà vô giá, là niềm động viên tinh thần to lớn đối với những người thực hiện chương trình. Chương trình Vòng tay nhân ái là một chương trình rất có ý nghĩa, là một động lực lớn đã giúp đỡ đến cho các hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa không có hoặc là những hoàn cảnh đau ốm đấy. Và tôi rất khâm phục với cái chương trình này mà tôi xem thường xuyên. Tôi mong muốn đài phát thanh truyền hình Ninh Bình và tất cả các nhà hảo tâm ấy, để quan tâm hơn nữa, để giúp đỡ các hộ ấy, để cho các hộ ấy có tinh thần, có nghị lực để vươn lên ạ. Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân mới nữa lại về, mang theo bao hơi ấm của đất trời và lòng người. Và trong số đầu tiên của chương trình trong năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt những người thực hiện chương trình, xin gửi lời chúc mừng năm mới tới quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một năm mới tràn đầy sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Quý vị và các bạn thân mến, năm 2016 đi qua với bao cảm xúc, đánh dấu một thời gian 5 năm của chương trình Vòng tay nhân ái. Một chặng đường chưa phải quá dài, nhưng với sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình đã góp phần thắp sáng niềm tin, tiếp thêm ý chí, sức mạnh và nghị lực cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Và trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi trở về để thăm một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn để cùng chung niềm vui đón Tết với họ. Còn hạnh phúc nào hơn dành cho chúng tôi trong những ngày đầu năm mới này, được trở lại thăm một số gia đình mà chương trình Vòng tay nhân ái đã chia sẻ giúp đỡ trong thời gian qua, được tận mắt chứng kiến sự đổi thay của họ. Trong số các nhân vật mà chương trình đã thực hiện, thì câu chuyện đầy cảm động về hoàn cảnh khó khăn của bà Nguyễn Thị Mị ở xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, một người phụ nữ bị mù, phải sống trong cảnh neo đơn, đã nhận được nhiều sự đồng cảm của người xem. Có khán giả ở thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù hoàn cảnh cũng bị khuyết tật, nhưng đã gọi điện cho chương trình xin được nhận bà Mị làm mẹ nuôi và mong muốn được chia sẻ phần nào những khó khăn mà bà đang trải qua. Những tình cảm ấm áp đó đã giúp bà Mị có thêm những niềm vui nho nhỏ trong những ngày đầu xuân mới này. Có người ở bên động viên là tôi phấn khởi, thì tôi xin cảm ơn chương trình đã tài trợ cho tôi. Chúc chương trình là sang năm mới càng ngày càng gần đến hơn với mọi người đấy. Đến với vùng đất Kim Sơn trong những ngày đầu xuân mới, chúng tôi đến thăm gia đình bà Trần Thị Tròn ở xã Kim Chính. Một người phụ nữ nghèo đã nhiều năm phải sống trong ngôi nhà xuống cấp. Ấn tượng đầu tiên mà chúng tôi có được là hình ảnh ngôi nhà mới khang trang. Đây có lẽ là món quà rất ý nghĩa và là niềm vui lớn nhất của bà trong năm mới này.
ngôi nhà mới được xây dựng trị giá hơn 50 triệu đồng từ sự giúp đỡ của các cấp các ngành và từ tình cảm, sự sẻ chia của những tấm lòng nhân ái. Bà ơi, nhân dịp đầu xuân năm mới thì những người thực hiện chương trình Vòng tay nhân ái cũng xuống thăm hoàn cảnh của gia đình bà và thực sự là cảm thấy rất là vui bởi vì là mình đã được đón Tết trong căn nhà mới. Và những người thực hiện chương trình thì xin trao gửi bà món quà được trích từ quỹ Vòng tay nhân ái, hy vọng là gia đình mình sẽ có thêm nhiều niềm vui hơn nữa và bớt khó khăn hơn bà nhé. Vâng, bà xin cảm ơn chương trình. Vâng, xin gửi bà. Thì đến bây giờ là cũng nhờ đảng, nhờ nhà nước, rồi nhờ tất cả Vòng tay nhân ái, những doanh nghiệp có lòng hảo tâm kết hợp cùng với lại gia đình anh em, rồi là hỗ trợ cho bà đến ngày nay thì cũng làm được một gian nhà ở Tết năm nay. Thì bây giờ nguyện vọng bây giờ chỉ mong sao là có sức khỏe tốt để làm chính mình, nuôi bản thân mình để gánh đỡ gánh nặng cho xã hội. Chết đứng ở ngoài mà nói chuyện là mời các anh các chị vào trong nhà mời nước cùng với gia đình. Cháu mình cùng vào trong nhà. Vậy là một mùa xuân nữa lại đến với vùng đất mở này. Ở đó, màu xanh của sự sống, của tình thương, của sự sẻ chia đang được ươm mầm. Mặc dù cuộc sống phía trước của bà Tròn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tình yêu thương, sự sẻ chia của cộng đồng đã tiếp thêm cho bà niềm tin vào cuộc sống và nghị lực vươn lên với hy vọng một năm mới có nhiều sức khỏe và đủ đầy hơn. Chia tay với miền quê Kim Sơn, chương trình Vòng tay nhân ái tiếp tục đến với mảnh đất vùng cao Quốc Phương và đến thăm gia đình em Bùi Thúy Văn, một em học sinh có hoàn cảnh khó khăn lại đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Niềm vui lớn nhất trong năm mới này đó là sức khỏe của Văn dần ổn định hơn. Những lần phải đi điều trị ở bệnh viện cũng thưa hơn. Vì thế, mẹ em làm chị Bùi Thị Khuyên có nhiều thời gian để đi làm những công việc ổn định hơn. Em Văn ngày càng chăm ngoan học giỏi. Hai mẹ con em được đón Tết trong tình cảm của anh em họ hàng, bà con làng xóm và sự sẻ chia của mọi người. Nhân dịp đầu xuân năm mới thì chương trình Vòng tay nhân ái cũng có một phần quà để tặng đến gia đình chị. Chúc gia đình mình sẽ có một cái Tết nhiều niềm vui hơn chị nhé. Trong năm mới này mẹ con rất cảm ơn chương trình đã về thăm mẹ con tôi ạ. Để có một cái năm mới thì thật vui vẻ hơn ạ. Chị ơi, ngoài ra thì ngày hôm nay chương trình còn có một chút quà gửi tặng đến hai mẹ con chị để mình có thêm nhiều niềm vui hơn trong năm 2017 này chị nhé. Ngày hôm nay thì cô mừng tuổi cho Văn nhá. Nhân dịp năm mới thì chúc Văn là sẽ học giỏi hơn này và sẽ có nhiều sức khỏe, có nhiều bạn mới hơn cháu nhá. Vâng, chào cảm ơn cô. Chị Khuyên ơi, năm nay thì gia đình mình đón Tết như thế nào hả chị? Năm nay thì gia đình mẹ con đón Tết cũng vui hơn ạ. Hai mẹ con cũng dự định là đi ra ngoài kia thầu mấy sào để cấy thêm ạ. Cái mong muốn lớn nhất trong năm nay của chị là gì? Thì cũng mong sang đầu năm là đi chợ búa cho nó may mắn. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là mong cho cháu nó được mạnh khỏe, cho hai mẹ con mạnh khỏe để tiếp tục đi làm và cho cháu ăn học ạ. Thay mặt những người thực hiện chương trình thì em cũng chúc chị và cháu sẽ có một năm tràn đầy sức khỏe và có nhiều niềm vui hơn chị nhé. Dạ vâng ạ. Thì gia đình tôi cũng cảm ơn chương trình đã giúp đỡ hai mẹ con tôi và chúc cho chương trình một năm mới an khang và thịnh vượng ạ. Đây là năm thứ 5, chương trình Vòng tay nhân ái lên sóng và đến gần hơn với những hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương trong tỉnh. Trong hành trình nhân ái, chúng tôi không thể quên được hình ảnh của bà Dương Thị Quyên ở thôn Đông Thượng, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình. Một người phụ nữ suốt cả cuộc đời vất vả lam lũ. Bà Quyên năm nay gần 80 tuổi, sức khỏe đã yếu và đứa cháu ngoại gần 3 tuổi, không có cha.
niềm vui lớn nhất trong năm mới của bà là mẹ của cháu Điền Bảo Minh đã trở về trong niềm vui đoàn tụ. Khi chương trình Vòng tay nhân ái phát sóng, đã có nhiều tấm lòng hảo tâm đã đến chia sẻ và tặng gia đình bà những món quà ý nghĩa để bà cháu vượt qua những khó khăn. Nhân dịp đầu xuân năm mới, cháu lại cho chương trình có một món quà nhỏ tặng bà và cháu, giúp bà và cháu sang năm mới thật có sức khỏe và thật nhiều niềm vui ạ. Vậy tôi xin cảm ơn chương trình tài trợ cho tôi, là tôi hết lòng cảm ơn nhá. Bà ơi ạ, bà ơi, bà năm mới này nhà mình có cái niềm vui gì không bà nhỉ? Nhiều, nhiều niềm vui hơn, nữa là phấn khởi, là được nhiều niềm vui. Cháu mình nhớ lên nữa là cháu mình lớn lên được năm mà, rồi là được chính quyền các cấp về giúp đỡ, cho nên tôi mới đỡ khổ đấy, chứ không quá từ trước này là tôi còn khổ hơn đấy, đấy. Bây giờ là đỡ khổ, với là niềm vui phấn khởi lắm. Nhân dịp đầu xuân mới thì cô cũng có món quà lì xì cho mình nhá. Cô lì xì cho mình nhá. Vào tay. Nào. Đấy. Ngoan lắm. Cũng chúc bà và Minh thì sang năm mới sẽ có thật nhiều sức khỏe bạn. Và chúc bà là có thêm nghị lực để mà nuôi cháu. Kể sao cho hết nghị lực của người mẹ nghèo khó, của người bà lam lũ tảo tần. Trong năm mới, xin chúc cho bà Quyên sẽ có thật nhiều sức khỏe để là chỗ dựa cho con, cho cháu và có được nhiều niềm vui của tuổi già. Nếu hỏi rằng niềm vui lớn nhất trong những ngày đầu xuân mới là gì, thì câu trả lời đã có trong từng nụ cười của các hoàn cảnh khó khăn khi nhận được sự sẻ chia giúp đỡ, đem tình người đến với những mảnh đời bất hạnh, để cùng thắp lên cho họ khát vọng và niềm tin về một cuộc sống mới. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có lẽ thời lượng của chương trình không đủ để nói hết những cảm xúc, tình cảm của chúng tôi khi quay trở lại gặp gỡ những nhân vật của Vòng tay nhân ái. Hy vọng với những món quà của chương trình sẽ là những lời chúc Tết, lời động viên an ủi để những người nghèo thêm ấm lòng trong những ngày đầu xuân. Mùa xuân, mùa của tình yêu thương và sự gắn kết. Tin rằng trong năm mới này và những năm tiếp theo, chương trình sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ tích cực từ quý vị và các bạn, các nhà hảo tâm để nhân lên những nghĩa cử cao đẹp trong cuộc sống, để những người nghèo vơi bớt những khó khăn, tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn. Chương trình Vòng tay nhân ái số đầu tiên của năm Đinh Dậu đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Một lần nữa xin kính chúc quý vị và các bạn có một mùa xuân tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Trong số tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm và sẻ chia với hoàn cảnh của chị Vương Thị Hương ở xóm 7, xã Phú Long, huyện Nho Quan. Mới ngoài 30 tuổi, nhưng chị Hương đã phải gánh chịu nhiều bất hạnh trong cuộc sống. Không chỉ phải chịu nhiều nỗi vất vả khi phải nuôi con một mình do chồng mất sớm, mà giờ chị cũng đang phải chống chọi từng ngày với căn bệnh ung thư quái ác. Gia đình chị Hương đang phải trải qua những ngày khó khăn nhất. Chị nhìn cháu, đừng nhìn em. Hãy đến với phòng khám Đa khoa Hoa Lư Hà Nội vào các thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Phòng khám có chuyên khoa tim mạch với trang thiết bị y tế hiện đại, máy siêu âm tim 4 chiều hiện đại nhất của Nhật Bản, do các chuyên gia tim mạch của Viện Tim mạch Quốc gia trực tiếp khám, tư vấn và điều trị các bệnh về tim, bệnh tai biến mạch máu não, tắc nghẽn xơ vữa động mạch. Phòng khám Đa khoa Hoa Lư Hà Nội, tất cả vì lợi ích người bệnh. Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, đối diện bệnh viện 700 giường. Điện thoại: 030 2244 888.